thu nhập quản lý ngành địa ốc trên 30 triệu đồng mỗi tháng không đến tháng không VN Express kinh doanh. Kết quả khảo sát nguồn nhân lực của nhóm chuyên gia Economica Việt Nam phối hợp cùng tạp chí điện tử The Leader cho thấy, điểm chung của nhóm đối tượng nhân sự cấp quản lý ngành bất động sản là đều có trình độ cao, tỷ lệ đại học và trên đại học đạt 87,55%. Mức thu nhập bình quân của nhóm nhân sự này đa phần dao động trong ngưỡng 15, 30 triệu đồng mỗi người một tháng. Riêng những nhân sự cấp quản lý nhận mức lương trên 30 triệu đồng một tháng chiếm tỷ lệ 10%. Đây là cuộc khảo sát dựa trên các mẫu điều tra gửi tới 100 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bất động sản với tổng quy mô hơn 3 tỷ USD, có 32 doanh nghiệp gửi lại phiếu đã trả lời đầy đủ thông tin. Để tăng thêm tính khách quan, ban tổ chức đã tiếp cận 32 phiếu điều tra xã hội học nữa. Tuy nhiên, số mẫu khảo sát này vẫn còn khiêm tốn so với quy mô thị trường bất động sản hiện nay. Khảo sát của VN Express, thực tế nhân sự ngành bất động sản chia ra hai ngách: dịch vụ và phát triển dự án. Nhân sự cấp quản lý của doanh nghiệp chuyên phát triển dự án doanh nghiệp là chủ đầu tư chuyên nghiệp. Từ vị trí trưởng bộ phận tại thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh đã có mức lương bình quân trên dưới 30 triệu đồng mỗi tháng. Vị trí cấp quản lý từ phó giám đốc đến giám đốc được các đơn vị săn nhân sự chào mức bình quân 35, 50 triệu đồng mỗi tháng. Các vị trí cao hơn như phó tổng hoặc tổng giám đốc, tùy vào quy mô của doanh nghiệp mà mức lương được chào trên dưới trăm triệu đồng mỗi tháng. Đối với nhân sự ngành dịch vụ, môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản, lương thường không cao và chỉ mang tính tượng trưng nhưng các khoản thưởng và hoa hồng rất cao, đặc biệt là cấp quản lý ngành môi giới, thuộc bộ phận kinh doanh. Hàng năm, cứ đến quý 2, tức vào đợt cao điểm tuyển nhân sự, rất nhiều các công ty địa ốc phải đua nhau săn các cấp quản lý giỏi và mức lương, thu nhập thường được chào ở mức ngất ngưỡng, thậm chí, có công ty bất động sản còn tuyển giám đốc sản với lời chào mời thu nhập lên đến 2 tỷ đồng một năm, tương đương gần 170 triệu đồng một tháng. Tuy thu nhập bạc trăm triệu đồng mỗi tháng nhưng mức lương cơ bản cao nhất của vị trí này chỉ vào khoảng 25, 30 triệu đồng. Tổng thu nhập của cấp quản lý này thực chất đến từ nhiều nguồn: lương cơ bản, lương bổ sung lũy tiến theo doanh số, hoa hồng dự án, thưởng đạt chỉ tiêu, thưởng hiệu quả năm, thưởng vị trí dẫn đầu khối kinh doanh toàn công ty, thưởng thi đua, du lịch và một số đãi ngộ khác khảo sát của nhóm chuyên gia Economica Việt Nam phối hợp cùng tạp chí điện tử The Leader cũng tiết lộ thêm thực trạng khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cho ngành bất động sản đang ở mức báo động. Các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong quá trình đầu tư, kinh doanh bất động sản nhưng trở lực lớn nhất là thiếu hụt nhân sự chất lượng. Trong nhóm những chứng ngại vật cản trở quá trình kinh doanh bất động sản, khó khăn hàng đầu là khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực còn hạn chế, thứ nhì là tiếp cận đất đai và giải phóng mặt bằng. Tiếp theo, các khó khăn liên quan đến nguồn vốn là lãi suất, giá đất và thuế đất. Vũ Lê